Xin kính chào quý vị. Trong cuộc sống, quản trị tài chính là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng. Tôi có hai anh bạn cùng với mức thu nhập như nhau, cùng ra trường. Và sau 10 năm, một anh thì có tổng tài sản lên đến hơn 10 tỷ đồng trừ đi các khoản nợ rồi. Một anh thì mới có tài sản ròng đâu đó khoảng 2 tỷ đồng. Nguyên nhân khác biệt đó là gì? Đó chính là quản trị tài chính cá nhân của hai anh này vô cùng khác nhau. Quản trị tài chính không thể giúp biến không thành có, nhưng quản trị tài chính có thể biết giúp chúng ta biến từ có ít thành có nhiều. Thì sau đây tôi sẽ chia sẻ đến quý vị cái câu chuyện khai thác than của người nghèo và bài học rút ra cho chúng ta trong việc quản trị tài chính cho cá nhân, cho gia đình và thậm chí cho doanh nghiệp như thế nào cho hiệu quả. Sau đây chúng ta sẽ vào câu chuyện khai thác than của người nghèo. Người nghèo thông thường là hay than thân, trách phận với Thượng Đế. Có một anh chàng suốt ngày than phiền với Thượng Đế, kêu la: tại sao con làm lụng vất vả mà vẫn nghèo? Cuộc đời thật là bất công Thượng Đế ơi! Con 30 tuổi rồi mà vẫn là một kẻ khú rách áo ôm. Anh này phàn nàn nhiều đến mức Thượng Đế cũng phải xuất hiện và bảo rằng: mày cau nhau nhiều quá, tao không thể chịu được, tao phải xuất hiện đây. Bây giờ mày nói đi. Thì anh chàng người nghèo này mới bảo rằng: con làm lụng vô cùng vất vả mà lại không ra tiền, mà lại vẫn đói. Trong khi bọn người giàu ăn trắng mặc trơn, không làm gì cả mà nó vẫn được hưởng cái cuộc sống vô cùng sung sướng và thoải mái. Chính vì thế Bụt mới hỏi: thế vậy thì bây giờ anh cần như thế nào? Thì anh chàng người nghèo này mới cho biết: người nghèo và người giàu, Thượng Đế hãy cho họ bằng nhau đi, và cho cùng hoàn cảnh như nhau đi, để xem rằng cái bọn người giàu kia, bọn lười làm kia, nó có đủ sức lực để có thể kiếm sống được hay không. Thượng Đế hãy cho nó nghèo như con, để xem nó có sống được như con hay không. Và ông Bụt, ông Thượng Đế mới quyết định: ok, vậy thì ta sẽ cho hai anh nghèo như nhau. Và mục tiêu của hai anh là hãy đi khai thác than ở trên một ngọn núi kia. Một tháng sau ta sẽ gặp lại. Lúc đó nếu anh vẫn nghèo mà anh kia giàu hơn thì anh cần phải chịu. Và lúc đó anh sẽ tự hiểu ra. Người nghèo khi đến khai thác than: ui nhiều than quá, lần này mình chịu được cả xe to rồi, chắc chắn là mình giàu rồi. Và anh ta cật lực đào xe than đem đi bán. Và khi bán được than thì anh ta nghĩ ngay đến việc: ôi ta phải mua sắm thôi, ta phải mua đồ ngon, ta phải mua quần áo để hưởng thụ cho đã đi. Còn người giàu khi khai thác than, anh ta cảm thấy công việc này thật là mệt nhọc, vô cùng là mệt nhọc. Và anh ta nghĩ rằng: chả nhẽ anh ta phải khai thác than cả đời như thế này sao? Chính vì thế khi bán được xe than của mình, anh ta rất tiết kiệm, chỉ mua vài chiếc bánh mì khô cộng thêm ít nước để có thể đủ duy trì cuộc sống. Và anh ta dùng số tiền còn lại để đi thuê hai người khác đến khai thác than cho mình. Thế là chỉ một buổi sáng anh ta lại có tiếp hai xe than bán ở chợ. Sau khi trả cho công người làm thì anh ta lại thuê tiếp được 4 người, thuê tiếp được 6 người, thuê tiếp được 10 người. Rồi sau đó thậm chí anh ta còn thuê luôn cả máy xúc để xúc than sao cho hiệu quả. Từ đó mang lại cái gia tài ngày càng giàu có, ngày càng giàu có. Và chỉ một tháng sau thôi, khi Bụt xuất hiện, anh chàng người nghèo này lúc này mới thực sự phục và bảo rằng: con rất xứng đáng là bị nghèo như thế. Vậy còn ngoài đời thực tế thì sao? Ngoài đời thực tế thì sao? Đúng không? Trong chuyện chúng ta có thể thấy rằng
Anh người giàu ấy, anh ta tư duy rất dài hạn. Anh ta biết khéo léo chắt bóp từng tí để anh ta có thể tiếp tục tái đầu tư, thuê người khác làm việc cho mình, từ đó trở nên giàu có. Còn ngược lại, anh người nghèo thì vẫn cứ hàng ngày xúc than sao cho khỏe nhất nhiều nhất, nhưng mà sức lực con người có hạn thôi, thành ra kiếm mãi thì cũng chỉ đủ sống mà thôi. Đó. Và những cái hiện tượng thực tế bên ngoài đời sống có thể thấy như sau. Cái trường hợp này là một trường hợp điển hình nhất. Đó là người ta thường hay sở hữu những ngôi nhà vượt quá cái khả năng của mình. Có những người có 1 tỷ thì vay 1,5 tỷ với lãi suất trung bình 10% một năm để mua chung cư trả trong vòng 10 năm lâu. Thì mỗi tháng người ta sẽ phải trả 16,12 triệu đồng. Tức là một năm trả khoảng độ gần 200 triệu đấy. Tức là vừa lãi vừa gốc. Thì cái giải pháp thú vị cho trường hợp này là thay vì phải vay với cái lãi suất đó và phải làm như trâu như ngựa trong 15 năm chỉ để trả có được cái ngôi nhà đó, thì anh ta có thể thuê nhà. Ở Việt Nam có một thực trạng rất tuyệt vời, đó là giá thuê nhà thì lại rất rẻ so với giá mua, kể cả đó là chung cư, nó khác hoàn toàn so với ở nước ngoài. Thế do đó chúng ta có thể tận dụng cái kẽ hở này. Thì thay vì anh ta mua thì anh ta phải chi trả 16,12 triệu một tháng, đúng không ạ? Chúng ta ví dụ luôn 1,5 tỷ tiền lãi thì anh ta trả 10% tháng, đã một năm đã mất 150 triệu rồi. Còn chưa kể cái 1 tỷ kia. 1 tỷ kia, anh ta mất đi chi phí cơ hội đầu tư. Hay nói cách khác là tổng 2 tỷ kia, nếu mà anh ta đầu tư được 10%, anh ta được 25 triệu. Nếu mà anh ta bỏ vào mua căn chung cư này thì anh ta đã mất chi phí cơ hội là 25 triệu chẳng hạn. Trong khi đó giá thuê nhà chỉ có 8 triệu một tháng, tức là một năm chỉ có 96 triệu, đúng không? Thì như vậy là với cái giá thuê nhà 8 triệu một tháng thì anh ta đã bỏ ra được 8,12 triệu so với việc hàng tháng phải chi trả ngân hàng. Và anh ta đầu tư 1 tỷ ban đầu cộng thêm 8,2 triệu hàng tháng với lãi suất 10% thôi, không cần phải một cái lãi suất gì đó ghê gớm. Và 10% thực trạng bây giờ đầu tư là không phải quá khó. Rất nhiều các khoản trái phiếu có thể được 10% mà tương đối an toàn. Rất an toàn là đằng khác, đúng không ạ? Còn bây giờ quý vị vay mua nhà thì cũng 10% đấy ạ. Còn giá thuê nhà đây là tôi nói lấy rất sát so với thực tế. Nhà mua 2 tỷ rưỡi chỉ được cho thuê 8 triệu thôi, không hơn được đâu ạ. Thế như vậy, thay vì anh ta được sở hữu luôn ngôi nhà thì hàng tháng anh ta phải trả từng này, thì chỉ cần anh ta tiết kiệm tái đầu tư thì sau 7 năm thì anh ta hoàn toàn có thể mua cái ngôi nhà này mà không phải nợ một xu nào. Tôi giả định trường hợp ở đây là ngôi nhà này thậm chí còn tăng 500 triệu cơ, tức là không phải 2 tỷ rưỡi nữa mà là 3 tỷ cơ. Thì anh ta mất 7 năm anh ta mới mua được. Nhưng nếu ở trường hợp nếu căn nhà này vẫn là 2 tỷ rưỡi, 2 tỷ 6 thì anh ta có khi chỉ mất hơn 5 năm là anh ta có thể sở hữu một nhà mà không cần phải vay nợ. Điều này hoàn toàn có thể chứ ạ. Bởi vì sau khi anh ta đi thuê, anh ta ở được 5-6 năm thì giá ngôi nhà này cũng không tăng đâu. Bởi vì khi đó nhà nó cũng xuống cấp một phần, chung cư nó cũ đi rồi, rất hiếm nơi được tăng giá. Thế thành ra anh nếu chung cư chỉ có 2 tỷ rưỡi thôi thì anh ta chỉ mất 5 năm anh ta có thể mua được trọn vẹn cái ngôi nhà đó. Trong khi nếu mà anh ta vay để mua thì anh ta mất tới 15 năm để sở hữu trọn vẹn. Như vậy anh ta đã mất trắng 10 năm sau đó cày cuốc, đúng không ạ? Như vậy nếu bạn không phải là tỷ phú, bạn không phải là những người dư giả, thì bạn đừng dại mà dính vào những cái bài toán vất vả như này. Thì tôi giả định từ năm thứ 6 anh ta bỏ ra được mỗi năm khoảng độ 200-300 triệu đi. Thế thì so với cái anh mua nhà này thì đến năm thứ 10 năm là anh ta có 10 năm để tiết kiệm. 10 năm để tiết kiệm với cái lãi suất 10% thì anh ta hoàn toàn có thể được có thêm được 3 tỷ rưỡi. Trong khi cái anh mua nhà với cái lãi suất 10% này thì 10 năm sau lúc ấy mới trả nợ cái nhà đó xong.
Đó, cái chi phí cơ hội đấy. Thế thì 15 năm sau, hai anh này nhìn khác nhau hoàn toàn. Cùng sở hữu một căn nhà đó, nhưng một ông có 3 tỷ rưỡi tăng thêm, còn một ông thì không có. Không có. Còn nếu mà bạn đầu tư được với lãi suất cao hơn nữa thì bạn có thể có chênh lệch nhiều hơn nữa. Tức là 15 năm sau, bạn có thể có 3 căn chung cư trong khi ông bạn kia mới có 1 căn. Đấy là ví dụ. Đấy là ví dụ. Tất nhiên, khi bạn sở hữu được ngôi nhà trước 5 năm, bạn có những thứ an tâm hơn, ví dụ tâm lý an tâm hơn này, gia đình vui vẻ hòa thuận hơn này, một chút này. Đúng không ạ? Nhưng mà cái điều đó thì với những người thu nhập chưa cao, với những người chưa dư giả tiền thì nó không đáng đâu ạ. So với cái áp lực mỗi tháng phải mất thêm 8 triệu nữa. 8 triệu tiền trả. Đúng không ạ? Đây trả có 8 triệu thuê, mỗi tháng phải mất 16 triệu để trả. Mà trong khi 1 tỷ gốc của mình lại không sinh lời. Còn trường hợp này 1 tỷ gốc mà 1 năm sinh ra 10%, tức là được 100 triệu. Đúng không? Cộng với hơn 8 triệu sinh ra từ cái việc mình thuê thấp hơn, thì tức là anh này mỗi năm tiết kiệm được 200 triệu so với anh mua ở phía trên. Tiết kiệm được 200 triệu. Thì bạn nghĩ cái 200 triệu có xứng đáng để bạn gọi là sở hữu trước một tí không? Có xứng đáng không? Thì nếu với người nhiều tiền thì điều đó xứng đáng, nhưng với những người kinh tế chưa mạnh thì điều đó không hề xứng đáng. Bạn đi thuê một cái nhà y như vậy mà mỗi tháng bạn, mỗi năm bạn tiết kiệm được 200 triệu. Đúng không ạ? Thì quá tuyệt vời chứ còn gì nữa. Đúng không ạ? Thì tất nhiên đây là cái ý kiến cá nhân của bản thân tôi. Ở trường hợp thứ hai, điển hình hơn và nhiều người trẻ bị mắc phải hơn, đó là lương bạn 15 triệu một tháng đổ lại, nhưng bạn này mua cái chiếc điện thoại mới nhất 33 triệu. Thì bạn vay 28 triệu trả góp trong 2 năm, bởi vì bạn chỉ có gốc 5 triệu thôi chẳng hạn. Thì với lãi suất trả góp 40-60% trên một năm, đây là lãi suất thực tế của các công ty cho vay trả góp ở Việt Nam, chứ không phải là tôi bịa ra được. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra bằng cách xem các cái báo cáo thường niên, báo cáo tài chính của các cái công ty cho vay trả góp này. Cái chi phí cho điện thoại, chiếc điện thoại 33 triệu này, vay 28 triệu này như sau. Lãi mỗi tháng bạn phải trả 583.000. Một gốc mỗi tháng bạn phải trả 1.287.000. Khấu hao mỗi tháng của cái điện thoại này là 1 triệu, đúng không ạ? Thì như vậy giá còn lại của điện thoại bạn có 9 triệu sau 2 năm. Ngược lại, nếu mà bạn dùng 5 triệu đó, bạn mua một chiếc điện thoại với giá đúng 5 triệu thôi, bạn không vay nợ một xu nào. Cái tiền bạn trả lãi và trả gốc, tức là 1,87 triệu này, bạn mua trái phiếu với lãi suất chỉ cần 10% một năm thôi, thì sau 2 năm bạn có 49,46 triệu đồng. Do điện thoại của bạn 5 triệu khấu hao 100 nghìn một tháng, tức là 2 năm là 2,4 triệu, thì giá trị còn lại điện thoại là 2,6 triệu. Thì như vậy tổng tài sản, tổng tiền bạn sở hữu nhờ cái phương án B này, bạn có 52,06 triệu, gồm 49,46 triệu tiền mặt và 2,6 triệu tiền trước điện thoại. Còn nếu đối với trường hợp bạn vay tiền và bạn mua một cái chiếc điện thoại 33 triệu làm bạn sung sướng trong vòng một thời gian, thì bạn chỉ còn lại 9 triệu thôi. Tức là cái giá trị của việc sở hữu một chiếc điện thoại thôi đấy, sau 2 năm nó đã mất cho bạn khoảng 43 triệu so với việc bạn sở hữu một chiếc điện thoại vừa mới thu nhập của mình. Đó. Nếu không ngồi tính ra bạn sẽ không thấy nó kinh hoàng đến như thế thôi. Kinh hoàng đến như thế thôi. Chỉ vì dùng một chiếc điện thoại sang chảnh hơn, đi vay trả góp mà bạn phải trả giá bằng hơn 40 triệu đồng. Hơn 40 triệu đồng chỉ sau 2 năm. Thì đây là một thực trạng gọi là rất đáng báo động nếu bạn không ngồi bạn tính toán ra. Chính vì thế cho nên bạn hãy thực sự là tỉnh táo trong những trường hợp này. Thì tôi vừa kể câu chuyện anh bạn tôi ở ngay từ đầu. Hai anh bạn cùng thu nhập rất cao như nhau, nhưng mà vì cơ cấu tài chính khác nhau, cho nên một anh thì có cái giá trị tài sản ròng lên đến hơn 10 tỷ, ngược lại anh còn lại chỉ có 2 tỷ thôi. Đó là sự khác nhau của việc cơ cấu tài chính, quản trị tài chính một cách hợp lý đấy. Vậy bài học rút ra của chúng ta là gì? Đây tôi đưa ra đối với người bình thường nhé, tôi không nói đối với tỷ phú hoặc đối với những người có điều kiện. Đúng không ạ? Đối với những người có điều kiện thì họ không thiết nhất thiết phải như thế này.
đúng không ạ? Nhưng mà đối với những người bình thường thì thứ nhất chúng ta cần phải học hỏi ông cha ta. Luôn có tích lũy, dù bạn làm gì, dù lương bạn bao nhiêu là phải có tích lũy. Đừng bao giờ nói với tôi, đừng bao giờ kêu ra ca là lương thấp thế này tiết kiệm làm sao được. Tôi thử hỏi bạn, ông cha ta chỉ làm ruộng thôi, tại sao nuôi được 3-4 đứa con học đại học? Ngày xưa còn nuôi 8-9 đứa con, tại sao? Tất cả nó là do mình hết, chứ không thể đổ cho thu nhập được. Không thể đổ cho thu nhập được. Còn nếu thu nhập thấp quá thì hãy cố gắng nỗ lực hơn nữa đi, để có thể gia tăng thu nhập đi, thì bạn sẽ tích lũy được. Bạn sẽ tích lũy được. Thì đây là một cái đức tính vô cùng tốt của người Việt Nam, giúp chúng ta trải qua cái Covid-19 một cách nhẹ nhàng hơn. Tất nhiên sẽ có bị ảnh hưởng, đặc biệt là những người thu nhập thấp, những anh chị công nhân bị mất việc. Nhưng bạn có thể thấy đấy, người Việt Nam đâu có xảy ra loạn, đâu có xảy ra chết đói đâu, đói đâu. Nhưng ở Mỹ, ở Canada, ở Úc thì sao? Xin thưa với các bạn, ở đó họ không sung sướng hơn chúng ta đâu. Họ lĩnh lương theo tuần và cứ hết tuần là hết lương. Họ mà ở nhà là họ bị đói, chứ không phải là thu nhập họ cao họ đã tốt đâu, đúng không? Tất nhiên không phải ai cũng vậy, đúng không? Nhưng mà họ tích lũy không quá nhiều đâu. Chính vì thế cho nên chính phủ giãn cách xã hội cũng rất khó, bởi vì giam họ trong nhà họ đói thì bây giờ làm sao được, họ phải bò ra họ đi làm chứ. Thì đấy chính là một trong những cái khía cạnh khiến cho cái dịch bệnh ở Mỹ lan tỏa rất là mạnh. Tất nhiên còn kèm theo những cái yếu tố khác như chính trị vân vân. Đó, thì đây là một cái chuyện tuyệt vời mà truyền thống cha ông ta đã để lại rất tốt, đã để lại rất tốt. Thứ hai là bạn hãy tiêu dùng dưới mức thu nhập của mình đi. Đó, nếu bạn là trưởng phòng thì hãy chi tiêu mức của phó phòng. Nếu phó phòng thì hãy chi tiêu mức của trưởng nhóm, của nhân viên thôi. Khi đó bạn sẽ tích lũy được, giai đoạn đầu nó tốt hơn rất nhiều. Và một đồng hiện tại thì bằng nhiều đồng trong tương lai. Đó, nhiều đồng trong tương lai. Bên cạnh đó, khi bạn chi tiêu ít đi, dần dần cái lối sống của bạn trở nên đơn giản và thoải mái hơn. Rất nhiều người bị ràng buộc bởi cái việc hôm nay mặc gì, nhiều đồ quá, hôm nay mua gì, hôm nay ăn gì, vất vả. Thực sự cái đó rất mệt mỏi. Nhưng nếu bạn đơn giản hóa đi thì bạn lại không phải đau đầu bởi những cái thứ vớ vẩn như vậy, mà lại còn tiết kiệm được. Thứ ba là hãy đầu tư khôn ngoan. Tức là khi có tích lũy rồi, tiêu dùng thấp rồi, thì bạn hãy học cách đầu tư khôn ngoan, để dần dần tiền làm việc cho mình, từ đó có được tự do tài chính. Thì đầu tư khôn ngoan là như thế nào? Nhiều người bảo tôi không có thời gian, đi làm bận lắm làm gì có thời gian. Thì có rất nhiều cách cho bạn. Ngay cả việc gửi ngân hàng, bạn chịu khó nghiên cứu một chút thì bạn cũng biết ngân hàng nào tối ưu hơn ngân hàng nào. Cho dù rủi ro nó không gia tăng đáng kể, bạn vẫn có thể lợi suất cao hơn 1-2-3% một năm. Đó là tiền. Hay là bạn có thể mua những cái trái phiếu rất an toàn với rủi ro thấp hơn, gửi ngân hàng, nhưng mà lãi lại cao hơn so với gửi ngân hàng. Thì tôi lấy ví dụ cụ thể như này. Cách đây khoảng 1-2 năm chẳng hạn, có rất Vietinbank bán rất nhiều trái phiếu của ngân hàng. Nếu mà chúng ta gửi tiền cho Vietinbank, chúng ta được có 6,5%, nhưng mà đợt đó trái phiếu mua được 7,5-8%. Mà trong khi cái ngân hàng Vietinbank này thì gửi tiền ở đấy hay mua trái phiếu của nó thì tôi đánh giá là rủi ro cũng không chênh nhau nhiều. Đặc biệt đây là một ngân hàng hàng đầu, kỳ hạn nó lại không dài, đúng không ạ? Vậy tại sao ta không làm cái điều ý để chúng ta có thể tối ưu hóa cái lợi nhuận của mình? Đó, thì trên đây là những cái bài học tôi đưa ra. Và vậy thì chúng ta tiết kiệm, đúng không ạ? Tích lũy, và chúng ta chi tiêu bớt đi một khoản, thì kết quả của chúng ta sẽ được bao nhiêu? Nếu mà hàng tháng bạn chi tiêu bớt được 5 triệu với lãi suất 10% để bạn đầu tư, thì sau 30 năm bạn cũng có 11 tỷ nhờ cái việc bạn tiết kiệm được 5 triệu. Đúng không ạ? 5 triệu tưởng cái gì đó nó quá kinh khủng, nhưng thực ra không, nó cũng bình thường thôi. Ở trường hợp cái điện thoại như ở trên tôi trao đổi với quý vị và các bạn mà xem, chỉ vì một cái điện thoại lệch nhau mà 2 năm đã tiết kiệm hơn được 40 triệu, tức là mỗi tháng khoảng hơn 2 triệu.
Còn đối với một cái nhà kia thì mỗi năm bạn có thể tiết kiệm được lên tới 200 triệu, tức là mỗi tháng tiết kiệm được khoảng 16-17 triệu. Đúng không ạ? Đó. Vậy thì số tiền tiết kiệm mà bạn tiết kiệm được tăng thêm 10 triệu với lãi suất 10% thì bạn có 22 tỷ sau 30 năm. Tức là đến lúc bạn về hưu. Hoặc ai mà tiết kiệm giỏi tiết kiệm được 30 triệu một tháng thì sau 30 năm bạn có 2.400 tỷ. Nếu với lãi suất 25%. Thì đấy chính là cái giá trị, cái lợi ích của việc chúng ta chi tiêu một cách hợp lý, có tích lũy, bên cạnh đó là tái đầu tư một cách hiệu quả. Thì trên đây là tôi đã chia sẻ với các bạn một cái chủ đề về quản trị tài chính cá nhân. Đó là bài học xúc than từ anh chàng người nghèo, và chúng ta rút ra được những cái điều như vậy. Thì chúc quý vị và các bạn ứng dụng vào trong đời sống của mình một cách thành công và hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.